5 vị anh hùng Việt Nam tuổi Tuất khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước. Kính thưa quý vị và các bạn, Tuất là con giáp thứ 11 trong 12 con giáp, nhưng lại là một con giáp rất được yêu mến vì bản tính của chó là trung thành, thân thiện và là người bạn tốt nhất của con người. Những người cầm tinh con chó lại cũng là những đối tác tin cậy, có tấm lòng nhiệt tình cao độ và lòng bao dung kiên nhẫn to lớn. Chính vì những phẩm chất đó, những danh nhân tuổi Tuất luôn được biết bao thế hệ người Việt Nam yêu mến, để lại những giá trị to lớn vĩnh hằng cho dân tộc. Tuổi Giáp Tuất. Giáp là một tuổi rất lớn, vì giáp thuộc mộc, đứng đầu trong 10 thiên can. Giáp mộc tượng trưng cho cây lớn trong rừng, ý nói là trụ cột, vì vậy thường thấy ở những người lãnh đạo cao cấp, vua chúa. Tuất tuy vậy lại đứng gần cuối trong 12 địa chi, nhưng không vì thế mà trở nên kém quan trọng. Tuất trong tứ khố, thìn Tuất Sửu Mùi thuộc hành thổ, vì thế người thuộc tuổi tứ khố này có lượng bao dung vô cùng rộng lớn. Giáp kết hợp với Tuất, chỉ một người lãnh đạo nhân từ, bao dung vĩ đại và sinh ra để làm lợi cho chúng sinh. Tuất là hành thổ, nhưng lại là kho chứa lửa, hỏa khố, mà lửa ngày xưa rất quan trọng với con người, cũng như nước, là nguồn của sự sống, tiêu biểu cho trí tuệ và văn minh. Những danh nhân tuổi Giáp Tuất chính là những nhà lãnh đạo vĩ đại bẩm sinh, sinh ra là vì dân vì nước, một đời luôn cống hiến hết mình cho đại nghiệp và lý tưởng. Lý Thái Tổ. Chỉ sợ sơn hà xã Tắc Nghiêng, vua khai quốc nhà Lý, sinh ngày 8 tháng 3 năm 1974, mất ngày 31 tháng 3 năm 1028. Tên thật là Lý Công Uẩn, là vị hoàng đế sáng lập ra nhà Lý trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời vào năm 1028. Vua lên ngôi, rời đô ra Thăng Long, lập nền đại thống lâu dài cho nước Việt, cải cách quân đội, đánh bại ngoại xâm, nêu cao đời sống đạo đức, làm cho toàn dân hướng Phật, sống một cuộc đời đạo đức cao cả. Đất nước dưới thời vua Lý Thái Tổ bắt đầu một thời kỳ độc lập, giàu mạnh và tự chủ. Ông còn là một trong những vị vua ít ỏi luôn xá thuế cho dân chúng, cai trị bằng lòng nhân nhưng vẫn giữ vững bờ cõi với võ công cái thế. Thuở nhỏ, một lần ông bị sư phụ phạt ngủ trước hiên chánh điện vì ham chơi, bèn làm một bài thơ tinh nghịch nhưng thể hiện phong thái của đế vương. Bài thơ Tức Cảnh: Thiên vi khâm trận địa vi chiên, nhật nguyệt đồng song đối ngã miên, dạ thâm bất cảm trường thân túc, chỉ khủng sơn hà xã Tắc Điên. Tạm dịch: trời làm màn gối đất làm chiên, nhật nguyệt cùng ta một giấc yên, đêm khuya chẳng dám giang chân duỗi, chỉ sợ sơn hà xã Tắc Nghiêng. Luôn tu dưỡng bản thân, sống đạo đức nhân hậu cả đời vì dân vì nước, lúc nào cũng sợ sơn hà xã Tắc Nghiêng, nên ông mới kiến tạo được vương triều Lý vĩ đại đến thế. Bạch Thái Bưởi, ông vua đường sông Bắc Kỳ. Nước này có Bạch Thái Bưởi thì không còn Robin. Bạch Thái Bưởi sinh năm 1874, mất năm 1932, là một doanh nhân người Việt nổi tiếng. Ông là người có gan làm giàu, từ tay trắng làm lên nghiệp lớn. Lúc sinh thời, ông được xếp vào danh sách 4 người giàu có nhất Việt Nam vào những đầu năm thế kỷ 20. Nhất Sĩ, Nhị Phương, Tam Xương, Tứ Bưởi. Các lĩnh vực kinh doanh nổi bật nhất của Bạch Thái Bưởi là hàng hải, khai thác than và in ấn. Ông là một trong những nhà tư bản đầu tiên của Việt Nam, là một doanh nhân nhưng lại giàu lòng nhân ái và luôn đề cao tinh thần độc lập tự cường của người Việt. Mặc dù tiếp xúc thường xuyên với người Pháp, học tập kỹ thuật tân tiến của phương Tây, nhưng Bạch Thái Bưởi luôn thể hiện tinh thần dân tộc trong hoạt động kinh doanh. Ông đặt tên các con tàu mua lại từ đối thủ nước ngoài bằng những tên tiếng Việt như Lạc Long, Hồng Bàng, Trừng Trắc, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Hàm Nghi. Sách Danh Nhân Hà Nội ghi lại màn đối đáp giữa thống sứ Bắc Kỳ và doanh nhân họ Bạch. Chỉ vì bênh vực cho người dân bị trị, thống sứ Bắc Kỳ là René Robin nguyên rủa rằng nơi nào có Robin thì không có Bạch Thái Bưởi. Ông đã khẳng khái đáp lại: nước này có Bạch Thái Bưởi thì không còn Robin.
Bạch Thái Bưởi sau đó tiếp tục thành công trên thương trường đường thủy và được mệnh danh là ông vua tàu thủy, chúa sông Bắc Kỳ. Công ty của ông mở rộng hoạt động ra khắp Đông Dương, sang cả Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản. Xuất thân từ tầng lớp nghèo, ông luôn quan tâm đến đời sống của giới thợ thuyền. Ông dành chế độ an sinh cho các nhân viên, trợ cấp cho học sinh nghèo có chí du học. Ông giáo dục con cái lòng quý trọng những người cần lao, nghèo khó. Các con đến tuổi trưởng thành đều được ông cất giao công việc trên các bến tàu hay các khu mỏ. Bạch Thái Bưởi được nhiều doanh nhân Việt Nam sau này coi là một tấm gương sáng. Ông đã định ra các tôn chỉ kinh doanh của mình như thương phẩm, thương hội, tín thực, kiên tâm, nghị lực, trọng nghề, thương học, giao thiệp, tiết kiệm và coi trọng hàng nội hóa. Các tiêu chí này nếu được tuân theo nghiêm chỉnh thì có thể sửa chữa hầu hết những khiếm khuyết cơ bản của doanh nghiệp Việt Nam ngày xưa và vẫn còn giá trị tham khảo cho các công ty Việt thời nay. Tuổi Nhâm Tuất. Nhâm cũng là một trong những thiên can lớn, tuy được xếp gần cuối bảng. Nhâm là nhâm thủy, là nước lớn chảy mạnh của biển, mang tính phá hoại mạnh mẽ nếu không có sự kiềm chế của thổ, đất lớn, làm nó phải trở nên hiền hòa và có ích cho con người. Tuất thổ cũng là đất lớn khô nóng, nên khi gặp nhâm thủy sẽ phản ứng rất mãnh liệt. Vì thế mà cuộc đời của người nhâm tuất sẽ bùn bà vất vả, có khi quá nửa đời vẫn chưa tìm thấy lợi ích của bản thân, dù rằng bản sự đầy đủ và trí tuệ to lớn. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều trường hợp mệnh tốt, tuất phối hợp với nhâm tạo thành một thành tựu kỳ vĩ, ví như hệ thống đê điều ở Hà Lan, đất nước xinh đẹp và trù phú nhất nằm dưới mực nước biển. Chính vì lẽ đó, mặc dù cũng có nhiều danh nhân tuổi nhâm tuất, nhưng trong lịch sử hầu như không có ông vua nào tuổi nhâm tuất. Nhưng cái gì hiếm lẽ dĩ nhiên rất quý, nên nếu người nhâm tuất làm nên nghiệp lớn thì sẽ kinh thiên động địa, ví như Lê Thánh Tông, vị thánh quân bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Lê Thánh Tông: nếu ngươi dám đem một thước núi, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải tru di. Ông sinh năm 1442, mất năm 1497, là hoàng đế thứ 5 của vương triều Hậu Lê nước Đại Việt. Ông trị vì từ năm 1460 đến năm 1497, tổng cộng 38 năm, là vị hoàng đế trị vì lâu nhất thời Hậu Lê, giai đoạn Lê Sơ, và cũng là một trong những vị vua cai trị trong thời kỳ hòa bình lâu nhất trong lịch sử Việt Nam. Thời kỳ của ông là thời kỳ Đại Việt toàn thịnh cả về văn trị lẫn võ công, đạt đến đỉnh cao của thời Lý Trần đã lâu không thấy. Trong 38 năm trị quốc, Lê Thánh Tông đã ban bố rất nhiều chính sách nhằm hoàn thiện bộ máy quan chế, hành chính, giáo dục, luật pháp, kinh tế xã hội, làm nước Đại Việt rất phồn thịnh và văn minh. Ông còn xây dựng quân đội hùng hậu, mở rộng lãnh thổ Việt Nam về phía Tây sau các cuộc chinh phục Chiêm Thành năm 1471, Lào và Bồn Man năm 1478. Các thành tựu nội trị và đối ngoại của Lê Thánh Tông đã đưa Đại Việt trở thành một cường quốc lớn mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Lê Thánh Tông còn là một nhà thơ, nhà văn lớn, ước tính có hàng ngàn sáng tác bằng chữ Hán và chữ Nôm. Trong đó thơ chữ Hán ngày nay còn hơn 350 bài. Thơ của ông thuộc vào loại thơ khẩu khí, chỉ dùng những hình ảnh thông thường nhất cũng nói lên được khí độ của đế vương. Tuổi Bính Tuất. Bính là thiên can thuộc dương, xếp hàng thứ 3 trong thập can. Nó tượng trưng cho ánh nắng mặt trời, cộng thêm tuất thổ là hỏa khố. Trên mặt đất sẽ trở thành một tượng quẻ thiên hỏa đồng nhân trong kinh dịch. Trên là trời và dưới là lửa. Quẻ này ý nói đạo đức của người quân tử như ánh mặt trời chiếu rọi trên cánh đồng lớn, cộng thêm lửa trên đồng mà rực sáng cả một phương, khắp nơi xa gần đều thấy. Cũng ý nói đạo đức lớn của người quân tử cũng ảnh hưởng sâu rộng như thế, nên người mang tuổi Bính Tuất thường để lại cho hậu thế tấm gương cao đẹp về đạo đức cũng như sự nghiệp chói người không tì vết. Trần Hưng Đạo. Hoàn thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy. Ông sinh năm 1226, mất năm 1300, còn được gọi là Hưng Đạo Đại Vương hay Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương, là một nhà chính trị, quân sự, tôn thất
hoàng gia Đại Việt thời Trần. Chiến công vĩ đại nhất của ông chính là chỉ huy quân đội đánh tan cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông năm 1285 và năm 1288. Tương truyền, ông chính là Thanh Văn Đông Tử vâng lệnh Thượng Đế xuống Trần để dẹp quân Mông Cổ, bảo hộ cho Đại Việt. Vì nước Đại Việt là Phật quốc, nơi mà sẽ xuất hiện Điều Ngự Giác Hoàng, vua thành Phật Trần Nhân Tông, nên không cho phép yêu tà càn quấy. Lúc nhỏ, cha ông là An Sinh Vương Trần Liễu vì hận mất vợ nên dốc lòng mưu phản, cố công tìm thầy giỏi cả văn lẫn võ, dốc lòng dạy dỗ cho ông thành tài để sau này vì cha mà cướp ngôi. Nhưng vốn là người mang sứ mệnh lớn của trời, nên từ nhỏ đã thể hiện chí hướng lớn của mình. Khi còn nhỏ, khoảng 6 tuổi, lúc chơi sắp xếp đá ngoài sân, ông ứng khẩu là một bài thơ mà sau này người đời mới thấy ứng nghiệm của cả cuộc đời và tăng thêm truyền kỳ về nguồn gốc siêu nhiên của ông. Bài thơ như sau: Tứ thất uẩn hung trung, bát bát thám dịch tượng, lục hoa bố trận đồ, sát thát cầm nguyên tướng. Tạm dịch: 47 chứa chất trong lòng, 88 dò xét tượng kinh dịch, bày thế trận lục hoa, giết giặc thát bắt tướng nguyên. Nghĩa là ông tài gồm cả văn lẫn võ, chất chứa trong lòng. Tứ nghĩa là tứ thư của Khổng giáo. Thất chính là võ kinh thất thư, 7 tác phẩm binh pháp cổ đại nổi tiếng nhất Trung Hoa. Ngoài ra còn biết xem quẻ dịch để biết ý trời, để bày trận lục hoa. Chính là bắt quái trận đồ của Gia Cát Lượng, nhưng đã được Lý Tĩnh thời Đường cải tiến và đặt tên lại là lục hoa, để giết quân Thát và bắt tướng nhà Nguyên. Bậc thần tướng gồm cả văn tài võ lược, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, lại có chân nguyên trận đồ bắt quái thì lẽ nào lại thua quân Nguyên Mông được. Dưới sự lãnh đạo của các vua Trần và Hưng Đạo Đại Vương, quân đội Đại Việt quân số ít, trang bị không bằng mà đã hai lần đánh tan hàng trăm nghìn quân Nguyên Mông hùng mạnh, giành thắng lợi mà tiếng vang đến phương Bắc, khiến chúng thường gọi ông là An Nam Hưng Đạo Đại Vương mà không dám gọi thẳng tên. Chiến lược của ông đã góp phần rất lớn đưa đến thắng lợi này. Vậy nên chiến công vĩ đại này thường gắn liền với tên tuổi của ông, đưa ông lên hàng thiên tài quân sự của thế giới và là một anh hùng dân tộc bậc nhất của nhà Trần, một bậc thầy về chiến lược quân sự. Chiến thắng của ông và quân dân nước Việt đã góp phần đánh dấu chấm hết cho thời kỳ đỉnh cao của quân Nguyên Mông trong lịch sử. Như đã nói ở trên, Bính Tuất còn là một tấm gương sáng về đạo đức lưu giữ cho ngàn đời sau. Trần Hưng Đạo lúc sinh tiền đã luôn cố gắng hòa giải những mâu thuẫn nội bộ hoàng tộc, giữ tình đoàn kết trong gia tộc và quân dân cả nước để có thể chiến thắng kẻ thù hùng mạnh hơn. Những câu chuyện về nhân cách đạo đức của ông ngày nay vẫn là mẫu mực cho hậu thế noi theo. Ông mất đi trở thành Đức Thánh Trần, được nhân dân hương khói thờ phụng suốt 800 năm qua. Quả thật là anh hùng vi đệ nhất, sinh vi tướng tử vi thần, vạn thế danh lưu thanh sử, nam thiên đại đại tổn chính khí. Tuổi Mậu Tuất. Mậu xếp hàng thứ 5 trong 10 thiên can, có thuộc dương thổ, phối với tuất kho hỏa, tượng trưng cho một vùng đất rộng lớn và nóng bỏng khô cằn. Vậy nên người tuổi Mậu Tuất vốn dĩ có tài rất lớn, nhưng chỉ dừng lại ở mức tiềm năng, rất khó phát lộ nếu không gặp thời vận. Đa phần ôm hận cả đời hoặc đến khi lớn tuổi mới có cơ hội, vì chỉ có khi gặp nước lớn, dương thủy thì mới trở nên có ích. Nước lớn này chỉ có trong hai trường hợp, một là đến từ Thìn, tức là rồng. Vì Thìn xung tuất là sẽ mở kho lửa hay mở kho nước, tùy vào thành phần nào nhiều hơn. Thìn, đất ẩm trong ngũ hành và hình tượng con rồng, còn tượng trưng cho vua và ý trời. Người lãnh đạo cao cấp nên người Mậu Tuất chỉ khi nào gặp được đấng minh quân và thiên thời thì mới chuyển mình thành đất lành cho trăm họ. Giống như một vùng sa mạc đột nhiên xuất hiện một con sông lớn cùng với thời tiết mưa thuận gió hòa mà chuyển mình thành vùng đất xinh đẹp chủ phú. Trường hợp thứ hai chính là nước từ nhâm thủy, vì Mậu thổ còn có khả năng trị thủy. Khắc thủy tượng trưng cho một con đê ngăn lũ. Nhâm thủy kia chính là sự biến động của thời thế, ví như một cơn sóng thần hay lũ dữ đem đến họa loạn khắp nơi. Nhân dân cần một người có thể đứng ra an định tình hình. Nên nếu thời thế xoay chuyển, đất nước trở nên nguy nan, nếu có minh quân cho phép nắm quyền đại tướng
thì người Mậu Tuất có thể hóa nguy thành an, trở thành giường cột quốc gia, bình định giang sơn và giúp vua trị quốc. Nguyễn Công Trứ: đã chắc ai rằng nhục rằng vinh, mấy kẻ biết anh hùng thời Vị Ngộ. Ông sinh năm 1778, mất năm 1858, tự Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hy Văn. Là một nhà chính trị, nhà quân sự và một nhà thơ nổi tiếng thời nhà Nguyễn. Ông làm quan qua các đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Chiến công của ông nổi bật nhất là khai hoang, mộ dân trên vùng đất lớn ở miền Bắc, lập nhiều chiến công trong việc đánh dẹp các cuộc nổi dậy chống triều đình và trong chiến tranh Việt Xiêm từ năm 1841 đến năm 1845. Ông là con quan Đức Ngạn, hầu Nguyễn Công Tấn, quê ở làng Uy Viễn, này là xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay từ thuở Hàn Vi, ông đã nuôi lý tưởng giúp đời, lập công danh sự nghiệp. Làm trai đứng ở trong đất trời phải có danh gì với núi sông. Năm 1819, khi đã 42 tuổi, ông mới đỗ giải nguyên ở trường Thi Hương trấn Nghệ An. Từ đây bắt đầu thời kỳ làm quan đầy sóng gió của ông. Cuộc đời ông là những thăng trầm trong sự nghiệp. Ông được thăng thưởng quan tước nhiều lần vì những thành tích chiến công trong quân sự và kinh tế, tới chức Thượng Thư Tổng Đốc, nhưng cũng nhiều lần bị giáng phạt, nhiều lần giáng liền 3-4 cấp như năm 1841, bị kết án trảm giam Hậu rồi lại được tha. Năm 1843 còn bị cách tuột làm lính thú. Ông tự trào phúng bản thân qua bài thơ, bài ca ngất ngưởng như sau: vũ trụ nội mạc phi phận sự, ông Hy Văn tài bộ đã vào lòng. Khi thủ khoa, khi tham tán, khi tổng đốc đông, gồm thao lược đã lên tay ngất ngưởng. Lúc bình tây cờ đại tướng, có khi về phủ Doãn thửa thiên, đổ môn giải tổ chi niên, đặc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng. Kiền núi nọ phao phao mây trắng, tay kiếm cung mà nên dạng tử bi. Gót tiên theo đùng đỉnh một đôi gì, bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng. Được mất dương dương người tái thưởng, khen chê phơi phới ngọn đông phong. Khi ca khi tiểu khi cắc khi tùng, không vật không tiên không vướng tục. Chẳng trái nhạc cũng vào phường Hán Phú, nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung. Trong chiều ai ngất ngưởng như ông.